không phải nhất thiết là các bạn cứ phải là 6 hay 7 thì cứ không có cái nào theo công trình cả, bắt buộc phải 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 phân bổ. Không phải như thế các bạn nhá. Một cái chi phí nữa mà tôi muốn nói với các bạn, đấy là chi phí thầu phụ. Phụ. Cái này cũng rất quan trọng này các bạn này. Chi phí thầu phụ là gì? Là gì? Có khi các bạn này học kế toán qua đây luôn đấy nhỉ? Chính là phần chi phí mà chúng thuê nhà thầu phụ hỗ trợ làm một phần công trình hay một hạng mục nhỏ. Phần chi phí này các bạn hãy hạch toán vào 154 luôn, kể cả thông tư 200 hay là 133. Ở đây tôi cũng nói là có nhiều công ty chuyển chi phí này vào chi phí chung, cụ thể là 6277, tức là dịch vụ mua ngoài. Như vậy các bạn thấy là cái phần này nó cũng có cái vô lý. Nếu mà các bạn đưa vào đây thì nó là một cái khoản chi phí chung, nhưng mà về thực tế thì chi phí thầu phụ nó bao gồm cả cả cái gì? Chi phí thầu phụ nó bao gồm cả cái nguyên vật liệu phẩy, nhân công phẩy, máy thi công phẩy, chi phí chung. Không những nó bao gồm cái này mà không khéo lại nhận phần công trình của mình rồi, cái thầu phụ đấy lại đi thuê tiếp một thằng khác về làm hộ. Vậy nên là cái chi phí này vậy nên là cái chi phí này ấy, nó không thể đưa vào trong 627 nha các bạn. Nó là khoản thầu phụ riêng. Và trong cái phân tích giá thành công trình, các bạn phải có một cột chi phí để tập hợp cho thầu phụ. Đúng rồi, chính xác. Với kinh nghiệm mười mấy năm làm cho các cái công ty thi công công trình, ứng dụng phần mềm kế toán vào các cái công ty thi công công trình, thì tôi thấy là cái cách phân tích của các doanh nghiệp gần như là ổn định. Có một số các cái doanh nghiệp thì họ làm theo cái hình thức khác, nhưng mà đa số là đều áp dụng vào cái cách thức mà phân tích cụ thể các cái chi phí thì cảm thấy nó dễ làm hơn.
chúng tôi hướng dẫn các bạn tiếp này. Vậy cách thức tổ chức tài khoản trong làm kế toán cho công trình là như thế nào? Ở đây cụ thể nó là tài khoản 154, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ. Ok các bạn nhìn này, cái tài khoản này nó rất quan trọng cho các bạn làm nhá. Cái tài khoản này nó mang tính đặc thù, thậm chí là nó biến hóa khôn lường lắm. Cái thằng này nó biến hóa khôn lường do là các bạn biết là tại sao mà tôi lại nói là nó biến hóa khôn lường không? Nó biến hóa khôn lường là chủ yếu do kế toán cứ mở ra. Có nhiều kế toán này. Có nhiều kế toán mở tài khoản 154 ra nhiều cái tài khoản con và lại mở cho từng công trình. Đấy. Tức là mỗi công trình một tài khoản. Có, đây là một minh chứng nhá, có công ty thi công trong 2 năm lên đến hơn 200 công trình lớn nhỏ. Vậy sẽ có hơn 200 tài khoản 154 bảng cân đối phát sinh tài khoản in không nổi. Mà khi mở tài khoản 154 ấy, thì lại phải mở thêm tài khoản 621.622.627. Đấy, và phải 623 nữa nhỉ. À, thế nó quá nhiều. Ok các bạn nhìn thấy không? Nó quá nhiều đúng không? Thế đến lúc là các bạn làm tiếp này. Đây lại là một cái vấn đề nữa này. Tôi cũng nói luôn. Có nhiều kế toán dùng phần mềm không phải mở tài khoản 154 do đã có danh mục công trình. Đấy. Nhưng lại theo thông tư 133 ngày xưa này là QĐ48 thì lại mở theo loại chi phí. À, thế 1541 nguyên vật liệu, 1542 nhân công. Các bạn thấy không? Như làm như thế này các bạn sẽ rất khó này. Cuối kỳ kế toán các bạn không biết chuyển bao nhiêu trên các tài khoản đó về
632 đề nghị thu công trình. Các bạn đừng có nghĩ là tôi lại ngồi đánh gõ cho giải thích cho các bạn như thế này. Cái video này nó rất hữu hiệu cho các bạn sau này khi các bạn làm cái toán liên quan đến công trình. Chứ không phải là tôi lại cứ ngồi gõ thế này cho các bạn đâu. Tôi thấy các bạn sẽ gặp những cái như thế này mà trong thực tế tôi triển khai này, trong thực tế tôi đã hỗ trợ cho quá nhiều các doanh nghiệp về thi công công trình. Vậy nên tôi biết được là các doanh nghiệp làm như thế nào. Các bạn sẽ thấy là có những cái bất cập thế này. Cái điều mà chúng tôi nói ở đây là cái phần này này. Chia cái tài khoản 154 ra. Khi các bạn mở tài khoản 154 theo khoản mục chi phí, có nhiều kế toán bảo với tôi rằng thế này này, cuối kỳ em kết chuyển hết. Trả lời đó nhá, cuối kỳ chị kết chuyển hết, hết các chi phí khác trừ mỗi một tài khoản 1541 để dở dang công trình. Các bạn thấy có vô lý không? Quá vô lý đúng không? Điều này cũng vô lý. Các bạn biết tại sao lại vô lý không? Cái chuyện làm phần mềm là cái chuyện sau nha các bạn. Còn cái chuyện mà chuyện tôi giải thích cho các bạn đây là những cái vướng mắc của các bạn rất nhiều. Đánh lại cái chữ này tí cho nó đẹp nhỉ. Cũng này, đấy cũng đúng không? Vì sao? Vì này, tổng hợp dở dang cuối kỳ của công trình không chỉ có nguyên vật liệu mà các chi phí khác đều có. Đấy, nó gộp lại thành cái công trình dở dang. Tôi đố các bạn nha, tôi đố các bạn này. Bạn đấy, tôi đố các bạn này. Phân tích được công trình đó dở dang nguyên vật liệu bao nhiêu nhân công, bao nhiêu máy thi công, bao nhiêu chi phí chung, bao nhiêu. Cái này các bạn không thể nào có thể phân tích được. Tôi đố các bạn này, các bạn làm xong cái móng của nhà rồi đúng không? Các bạn làm sao biết được trong đấy cái nhân công bao nhiêu tiền, bao nhiêu chi phí? Làm sao biết là công các bạn làm sao biết là cái các bạn phân tích theo cái kiểu là
nó rồi nó còn dở dang bao nhiêu là nguyên vật liệu, bao nhiêu nhân công, bao nhiêu chi phí chung. Các bạn cũng không thể biết rằng là các bạn nghiệm thu cái phần gì, nghiệm thu cái phần nguyên vật liệu hay nghiệm thu, các bạn phải nghiệm thu công trình. Công trình các bạn tiến độ nó đến đâu, chứ không phải là các bạn làm là các bạn cứ thấy như thế. Thành ra tôi mà nói các bạn này, giá trị dở dang công trình là tổng hợp tất cả các chi phí ở trong đó. Vậy nên nó được để một, nó nói cứ một cục cho nó dễ nhỉ, một cục trong 154 đấy, 154 nghe nó có vẻ hơi trần tục nhưng mà nó lại hay đúng không, để cụ thể cho các bạn đúng không. Thế bây giờ tôi muốn nói tiếp với các bạn cái phần gì nhỉ, cái phần mà các bạn làm rất nhiều cái. Tôi các bạn tất cả những cái gì các bạn thắc mắc, các bạn cần giải thích ấy, các bạn cứ comment cho tôi sẽ hỗ trợ cho các bạn làm kế toán về công trình ngon lành, không có vấn đề gì hết. Giải pháp mà chúng tôi đưa ra là thế này, giải pháp như thế nào? Hôm nay có khi chỉ nói lý thuyết rồi nhỉ, ngày mai lại nói thực hành trên phần mềm nhỉ. À, xem nào, giải pháp như thế nào? Đầu tiên là chúng ta không cần mở. Ồ, từ từ nha các bạn. Cái phần giải pháp này sau đi, tôi nói nốt một tí nữa liên quan đến cái phần này này. Cái phần là đang nghĩ, đang định nói cái gì để quên mất nhỉ. Chả biết là từ lúc nào mình lại cứ ngồi độc thoại một mình ấy, chả có ai comment để hỏi gì, hay là nghe ngon quá rồi hiểu rồi chả thấy comment hỏi gì nhỉ. Mọi người like và chia sẻ cái trang fanpage của mình ấy, like cái trang fanpage thì đến ngày mai mình sẽ thực hành ở trên phần mềm ấy, thì các bạn sẽ biết được là cách làm như nào. Nếu các bạn không like, không chọn theo dõi thì đến ngày mai lúc mà chúng tôi phát trực tiếp các bạn lại không biết. Để tôi xem lại nhá, xem lại xem là trên cái bài này tôi nói về vấn đề gì. Tránh sai sót khi tập hợp chi phí, đúng rồi. Doanh thu thuế giá trị sản phẩm chất lắp hoàn thành, xác định kết quả các khoản chi phí cho công trình, phân bổ. Ở đây tôi nói cho các bạn tiếp này, phần này, phần tài sản và công cụ dụng cụ. Đây phần này nó rất hay này, các bạn để ý nha. Công à, từ từ tôi ghi ra đây rồi, ok tôi phải ghi phần phần tài sản và công cụ dụng cụ này. Công ty làm về, lại nhớ ra cái phần này, phần chi phí cho công trình. Các bạn phân tích chỗ này nhá, phân tích xem tôi phân tích chỗ này này. Thứ nhất, một công ty vừa thi công công trình, lại vừa có cả dịch vụ tư vấn, phải giám sát, phải thiết kế
Đấy, cái ông này mới là phức tạp này, đúng không? Rồi. Ông này là nó phức tạp ở chỗ nào? Quá, nó phức tạp ở chỗ là quá phức tạp. À. Vậy tôi giải thích cho các bạn như thế nào? Đây mới là vấn đề. Mà thường là cái công ty thi công trình ấy thì họ ấy có nhiều cái dịch vụ cung cấp luôn cả cái dịch vụ tư vấn giám sát thiết kế. À, đấy. Thế này, phân tích nhá. Đối với công trình thì lại rất nhiều nguyên vật liệu. Đấy, cái này mà. Đối với thiết kế lại thì lại quá nhiều nhân công. Ở cái đối với cái ông thiết kế thì ông mỗi cái gì? Cái đối với cái ông thiết kế thì cái phần mà phần chi phí nguyên vật liệu khi mấy cái bút vẽ với cả mấy cái giấy A4, A1, A2, A3, A4 này, không biết A5, A6, A7, A8, A9, A10 gì đấy đúng không? Có mỗi mấy cái tí về chi phí nguyên vật liệu mà cái chi phí nguyên vật liệu cho công ty tư vấn lại không cụ thể công trình mà phải phân bổ. Nó giống như cái phần mà công cụ dụng cụ và phần tài sản của các bạn đấy. Đấy, vậy nên với mô hình công ty này các bạn không thể dùng chỉ tiêu nguyên vật liệu để phân bổ cũng không thể dùng chỉ tiêu nhân công để phân bổ. Tôi muốn nói rõ này, phân bổ ở đây là phân bổ các chi phí không cụ thể của công trình. Ví dụ như 627, 621, 622, 623, 627 đấy. Thằng này nó ở đây mà. Nhìn nó khó đúng không? Cho nó ẩn đi đã. Đây. Thế này thì các bạn lại khó nhìn. Đâu ra lại có cái dòng này nhỉ? À đây, rồi ok. Đấy các bạn nhìn thấy này. Một công ty làm lắm thứ này quá khó cho các bạn đúng không? Hôm nay là tôi sẽ phân tích cụ thể cái bài toán về công trình cho các bạn. Đấy là cái rất quan trọng nhá. Bây giờ tiếp theo này chính là cái phần gì nhỉ? Phần tài sản và công cụ dụng cụ. Đây, phần tiếp theo cho các bạn nhá. Cho nó ra giữa cho nó đẹp này. Một công ty thi công công trình có rất nhiều các hình thức thi công. Các bạn chờ tôi tí nha.
Ôi giời, tôi mới báo bận tí mà cái lượt view xuống đến 12 phần 12 người à. Rồi, chúng ta tiếp tục này. Trong đó có phần tài sản. Tôi tin chắc rằng là nếu như viết ra một cái cuốn tài liệu cho các bạn thì nó quá nhiều vấn đề. Mà cái tổng quát ấy, các bạn lại không xem, không hiểu. Nếu viết tài liệu thì quá nhiều vấn đề. Mà nhìn này nó dối. Tôi đưa ra cái video này, đưa ra video lại trực tiếp thì các bạn sẽ dễ hiểu và nắm tổng quát toàn bộ. Kế toán công trình. Đấy. Vậy nên là tôi nghĩ là không 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 viết tài liệu làm gì, đúng không? Các bạn nhìn thế này các bạn dễ làm hơn. Chúng tôi nói ở đây nhá, có phần tài sản này. Các bạn nhìn thấy tại sao lại như thế này? Tức là phần tài sản này ấy là có chủ yếu này các tài sản đưa vào thi công công trình là có giá trị lớn và chủ yếu là các tài sản đưa vào thi công công trình có giá trị lớn và giá trị khấu hao trong kỳ kế toán cũng lớn. Vậy cái phần tài sản này tôi nói các bạn nhá, quan trọng này. Một tài sản. Ví dụ như máy xúc. Trong kỳ kế toán chỉ phục vụ hai công trình. Cái này theo theo cái gì các bạn? Ca máy. Rồi ok. Trong khi đó công ty không trong khi đó công ty lại thi công 10 công trình. Vậy nếu như cái này các bạn vẫn theo dõi video của tôi ấy, các bạn comment xem nào. Các bạn bạn phân bổ chi phí khấu hao của máy xúc này vào tài khoản nào có phân bổ cho công trình luôn không? Có ai comment được không? Trả lời cho tôi chỗ này, tôi sẽ giải thích cho các bạn. Lại thấy comment lại rút ra hết rồi, thấy cháy số lượt view lại ít đi rồi.
Cái chỗ này các bạn này, cái chỗ bôi đen này này. Có ai comment được không? Có ai trả lời được không? Không thấy ai comment nhỉ? Này, ngon thế này, có Hoàng Thùy Linh nào ấy rồi. Này, Hoàng Thùy Linh đi showbiz sao lại nhảy vào đây comment cái toán như thế nào? Đây này. Úi giời ơi. Hoành tráng à. Này chắc là rảnh rảnh rỗi sinh nông nổi nhỉ. Các bạn comment đi, mình chờ cho các bạn tí. Các bạn làm gì mà khó. Không ai comment cả, không ai comment lại chờ tôi giải thích à? Các bạn chuyển cái độ phân giải sang ấy nhá, chuyển độ phân giải sang cái chế độ 720 xem cho rõ nhá. Không phải đến lúc để xem lại thấy mờ. Đó. Comment đi các bạn, comment đi, comment này nhắn tin cho tôi cũng được không sao. Có cảm thấy khó thì inbox đi. Đấy, chả có ai comment, chán thế. Em phải tự 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 diễn thôi nhờ. Tự diễn nhờ. Không thấy ai comment. Comment ở viết cũng không được này, comment. Thì tự diễn vậy. Lại ngồi nói chuyện mình chán thế. Câu hỏi mà không thấy ai trả lời. Đầu tiên này, tôi nói các bạn này. Tài sản này chỉ được khấu hao cho hai công trình. Vì sao? Nếu cơ quan chức năng kiểm tra mà thừa chi phí sẽ bị bóc. Đấy là cái rất quan trọng. Khi tính khấu hao tài sản thì phần chi phí này được đưa vào tài khoản 627 4. Ok các bạn nhé. Cái này theo thông tư 200 này các bạn này. Đó, nhiều bạn lại chả biết thông tư nào lại thông tư nào đó. Nhất là mấy cái các bạn đang là sinh viên đi học khó. Cái này khi đối với thông tư 200 à, đối với thông tư 133 các bạn đưa vào 154 chi tiết khoản mục chi phí là chi phí chung. Ok các bạn nhá. Theo dõi chỗ này tí.
Cái vụ hôm nay chắc chỉ làm được chắc cái phần phân tích cái công trình này cho các bạn thôi. Còn làm cụ thể trên phần mềm như thế nào thì ngày mai tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn làm trên phần mềm. Xem ra số lượt xem thì còn khoảng 3-4 người nữa nhỉ. 10 người nữa ngồi kiên trì để xem thôi đúng không? Phần công cụ dụng cụ cũng thế. Phần công cụ dụng cụ cũng thế các bạn nhá. Thì các bạn sẽ hiểu là chúng ta sẽ hôm nay tôi phân tích đầy đủ cho các bạn. Ngày mai tôi sẽ làm phần cụ thể trên trên phần mềm và cụ thể cho các bạn một số các cái thông tin nữa. Các bạn cảm thấy nó hữu ích. Giúp tôi like và chia sẻ. Để lấy động lực làm tiếp. Đó. Hôm sau, lịch trình hôm sau này, ngày mai làm cụ thể trên phần mềm. Ngày mai làm cụ thể trên phần mềm các bạn nhá. Đấy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm thì anh chữ QT cho các bạn phiên dịch ra dễ nhờ. Ok, xin chào các bạn. Các bạn like và theo dõi để ngày mai còn biết là tôi liver vào giờ nào nhá. Không phải ngày mai tôi bận tí tôi lại không liver được vào đúng 9 giờ các bạn lại lọ mọ đi chờ. Rồi ok, xin chào các bạn. Xin hẹn gặp lại các bạn.